Tối 30 tháng 11, một thanh niên đã bị cuốn vào gầm xe buýt khi đang lưu thông trên đường 3 tháng 2 thuộc phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy biển số 54K17350 chạy ngược chiều trên đường 3 tháng 2 hướng từ cầu vượt Nguyễn Tri Phương về vòng xoay công trường Dân Chủ. Khi đến đoạn trước cổng Học viện Hành chính Quốc gia, thì thanh niên này cho xe băng qua đường và đã xảy ra va chạm với xe máy khác. Cú va chạm khiến người này ngã ra giữa đường. Cùng lúc này, chiếc xe buýt biển số 53N4059 chạy tuyến bến xe miền Tây Đại học Quốc gia chạy tới đã cuốn nạn nhân vào giữa gầm. Nam thanh niên nằm gọn trong gầm chiếc xe buýt và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Lực lượng chức năng quận 10 đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để xử lý vụ tai nạn. Đến 20 giờ, hiện trường được giải tỏa, các phương tiện được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.